Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình tiếng Anh Global Success Five. Và ở video này, chúng mình hãy cùng nhau khám phá Unit 16, Seasons and Weather, các mùa và thời tiết. Nào, bây giờ chúng mình hãy cùng nhau đến với Lesson 1 nhé. Hoạt động số 1. 1. Look, listen and repeat. Hoạt động này yêu cầu chúng ta nhìn, nghe và nhắc lại quan sát thấy rằng ở đây có hai bức tranh là cuộc hội thoại giữa một bạn nam và một bạn nữ. Và bây giờ chúng mình hãy cùng nhau khám phá nội dung của cuộc hội thoại này nhé. Đầu tiên là bức tranh A. Và hãy lắng nghe xem các bạn ấy đang nói gì nhé. Hi Bill, is it cold there? Yes, it is. It's winter in Sydney, you know. Mở đầu cuộc hội thoại, bạn nữ đã nói rằng Hi Bill, is it cold there? Chào Bill, ở đó có lạnh không vậy? Và bạn Bill trả lời Yes, it is. It's winter in Sydney, you know. Ừ có chứ. Bây giờ là mùa đông ở Sydney. Cậu biết đấy. Tiếp theo là bức tranh B. How's the weather in Hanoi? It's very hot. It's summer here. Và bạn Bill hỏi bạn nữ rằng How's the weather in Hanoi? Thời tiết ở Hà Nội như thế nào vậy? Và bạn nữ trả lời It's very hot. It's summer here. Trời rất là nóng. Ở đây bây giờ đang là mùa hè. Trong cuộc trò chuyện này chúng ta có câu hỏi để hỏi về thời tiết, How's the weather? Thời tiết như thế nào? Nào vậy thì bây giờ cô mời các bạn hãy nhắc lại lời của hai bạn trong hai bức tranh A và B nhé. Ok và để tiếp tục bài học, cô mời các bạn đến với hoạt động số 2. Listen, point and say. Hoạt động này yêu cầu chúng ta nghe, chỉ vào tranh và nói, quan sát rằng ở đây có bốn bức tranh tương ứng với bốn mùa với bốn loại thời tiết khác nhau và bây giờ chúng mình hãy cùng nhau khám phá từng bức tranh nhé đầu tiên là bức tranh a quan sát thấy rằng đây là mùa hè và trời rất là nóng phải không nào do vậy chúng ta có từ summer hot tiếp theo là bức tranh b thời tiết trong bức tranh này đang là mùa thu và trời rất là mát mẻ vậy thì chúng mình có từ autumn cool tiếp theo là bức tranh c bức tranh này mô tả thời tiết và mùa đông ở hà nội trời rất là lạnh và chúng ta có từ winter cold cuối cùng là bức tranh d các bạn có nhìn thấy hoa đào ở đấy không đây chính là biểu tượng cho mùa xuân và thời tiết vào mùa xuân trời rất là ấm áp phải không và chúng ta có từ spring warm vừa rồi chúng ta đã được khám phá về bốn mùa và đặc trưng thời tiết của từng mùa bức tranh A summer mùa hè và trời rất là nóng Hot Bức tranh B là mùa thu Autumn và trời rất là mát mẻ Cool Bức tranh C là mùa đông Winter và trời lạnh Cold cuối cùng là Bức tranh D mùa xuân Spring và thời tiết rất là ấm áp chúng ta có từ warm và bây giờ nhiệm vụ của các bạn đó chính là điền các từ này lần lượt vào hai chỗ trống để tạo thành câu hỏi và câu trả lời hoàn chỉnh về thời tiết ở Hà Nội. Và bây giờ các bạn hãy cùng tham khảo câu trả lời mẫu của cô nhé. Đầu tiên là bức tranh A, chúng ta có câu hỏi How's the weather in Hanoi in summer? Thời tiết ở Hà Nội vào mùa hè như thế nào vậy? Bởi vì trời rất là nóng nên câu trả lời sẽ là It's hot. Tương tự như vậy với bức tranh B, câu hỏi sẽ là How's the weather in Hanoi in autumn? Thời tiết ở Hà Nội vào mùa thu như thế nào vậy? Và câu trả lời, It's cool. Trời rất là mát mẻ. Tiếp theo là bức tranh C, câu hỏi sẽ là How's the weather in Hanoi in winter? Thời tiết ở Hà Nội vào mùa đông như thế nào vậy? Và câu trả lời, It's cold. Trời rất là lạnh. Cuối cùng là bức tranh D. Chúng ta có câu hỏi How's the weather in Hanoi in spring? Thời tiết ở Hà Nội vào mùa xuân như thế nào vậy? Và câu trả lời It's warm. Trời rất là ấm. Vậy thì qua hoạt động này chúng ta nhận ra rằng câu hỏi để hỏi về thời tiết chính là How's the weather và câu trả lời chúng mình sẽ bắt đầu với it's và sau đó cộng với một tính từ mô tả thời tiết các bạn nhé. Nào, bây giờ cô mời các bạn hãy cùng nhau chỉ vào tranh và nói nhé. Ok, và bây giờ cô mời các bạn hãy cùng nhau đến với hoạt động số 3. Free, let's talk. Hoạt động này yêu cầu chúng ta hãy thực hành nói về bốn bức tranh sau đây và mỗi bức tranh là một mùa khác nhau ở Hà Nội. Và với từng mùa, thời tiết sẽ có thay đổi. Quan sát từ trái sang phải, chúng ta thấy rằng đây là mùa đông. Chúng ta có câu hỏi: How's the weather in Hanoi in winter? Thời tiết ở Hà Nội vào mùa đông như thế nào vậy? Và đương nhiên rồi, mùa đông ở Hà Nội rất là lạnh. Vì vậy câu trả lời sẽ là: It's cold. Trời lạnh. Tiếp theo là bức tranh thứ hai, đây là mùa xuân chúng ta có thể dễ dàng đoán được mùa xuân bởi vì đây là hình ảnh những bông hoa đào đang nở rộ. Chúng ta có câu hỏi How's the weather in Hanoi in spring? Thời tiết ở Hà Nội vào mùa xuân như thế nào vậy? Và tiết trời rất ấm áp vào mùa xuân Hà Nội. Do đó câu trả lời sẽ là It's warm, trời ấm. Tiếp theo là bức tranh số 3. Đây là hình ảnh Hà Nội vào mùa hè. Và câu hỏi How's the weather in Hanoi in summer? Thời tiết ở Hà Nội vào mùa hè như thế nào vậy? Và bởi vì trời rất là nóng, sau đó cô trả lời, "It's hot." Trời nóng. Cuối cùng là mùa thu, chúng ta có câu hỏi về thời tiết. "How's the weather in Hanoi in autumn?" Thời tiết ở Hà Nội vào mùa thu như thế nào vậy? Và trời rất mát mẻ, nên chúng ta sẽ trả lời là "It's cool." Các bạn đã hiểu về cách hỏi và trả lời cho từng bức tranh này chưa nhỉ? Vậy thì bây giờ cô mời các bạn hãy cùng nhau thực hành nói về từng bức tranh nhé. Và để tiếp tục bài học, cô mời các bạn hãy cùng nhau đến với hoạt động số 4. Oh. Listen and number. Hoạt động này yêu cầu chúng ta hãy nghe audio và sau đó đánh số lần lượt 1 2 3 4 dưới mỗi bức tranh được nhắc đến theo thứ tự của nó. Quan sát bốn bức tranh chúng ta thấy rằng bức tranh A là hình ảnh Hà Nội vào mùa gì các bạn nhỉ? À đó chính là mùa hè và đương nhiên rồi trời rất nóng. Bức tranh B lại là hình ảnh Hà Nội vào mùa xuân. Chúng mình dễ dàng nhận biết được dựa vào những bông hoa đào xinh đẹp này phải không nào? Và vào mùa xuân, thời tiết ở Hà Nội rất là ẩm mát. Bức tranh C lại là hình ảnh Hà Nội vào mùa đông. Chúng mình dễ dàng biết được bởi vì cây cối vào mùa đông thường sẽ khô héo như trong hình ảnh này. Và trời rất lạnh. Cuối cùng là bức tranh D. Hà Nội vào mùa thu với những tàn lá vàng hoe được mô tả trong bức tranh rất rõ nét. Và vào mùa thu, Hà Nội có tiết trời rất là mát mẻ. Vậy thì đâu là bức tranh được nhắc đến đầu tiên? Chúng mình hãy cùng nhau lắng nghe audio nhé. One. Hello Linda. I'm on holiday in Hanoi now. Wow! Hello, Bill. How's the weather there? It's warm here in spring. Trong đoạn hội thoại này, bạn Nam đã nói rằng It's warm here in spring. Trời thật ấm áp vào mùa xuân. Do đó bức tranh được nhắc đến đầu tiên đó chính là B. Chúng hãy cùng tiếp tục là nghe xem bức tranh nào được nhắc đến thứ hai nhé. Two. Are you in Hanoi, Mary? Yes, I am. How's the weather now? It's cool and cloudy in autumn. Trong đoạn hội thoại này, bạn nữ đã nói rằng It's cool and cloudy in autumn. Thời tiết rất là mát mẻ và nhiều mây vào mùa thu. Do vậy, bức tranh được nhắc đến số 2 đó chính là Bức tranh D. Tiếp theo là bức tranh số 3. Các bạn hãy cùng lắng nghe xem đó là bức tranh nào nhé. 3 It's very cold in Sydney today. Is it? Ha, noise in summer now. How's the weather now? It's very hot. Và bạn Nam đã nói rằng it's summer now, it's very hot. Bây giờ thời tiết đang là mùa hè, trời rất là nóng. Sau đó bức tranh mình nhắc đến số 3 đó chính là A, hey. và chúng mình cùng lắng nghe đoạn hội thoại cuối cùng nhé. 4. How's the weather in New York, John? It's warm in summer. How about the weather in Hanoi? It's very cold in winter. Trong đoạn hội thoại bạn nữ đã nói rằng It's very cold in winter. Trời rất là lạnh vào mùa đông. Do đó bức tranh được nhận định cuối cùng đó chính là C. Tiếp đến với hoạt động số 5. 5. Read and complete. Hoạt động này yêu cầu chúng ta hãy đọc các đoạn hội thoại dưới đây và sau đó điền từ còn thiếu vào chỗ trống để tạo thành các nội dung hoàn chỉnh. Và bây giờ chúng mình hãy cùng nhau lần lượt khám phá từng bức tranh nhé. Đầu tiên là bức tranh số 1. Quan sát chúng ta thấy rằng đây là hình ảnh những bông hoa đào nở rộ là tượng trưng của mùa xuân Hà Nội phải không nào? Do đó một câu hỏi để hỏi về thời tiết ở Hà Nội vào mùa xuân đó chính là How's the weather in Hanoi in spring? Các bạn đừng quên sử dụng giới từ in khi nói về các mùa nhé. How's the weather in Hanoi in spring? Thời tiết ở Hà Nội vào mùa xuân như thế nào vậy? It's warm and rainy. Trời rất là ấm áp và có mưa. Tiếp đến với bức tranh số 2, chúng ta có nhận ra rằng thời tiết ở đây rất là nắng nóng phải không? Và câu hỏi để hỏi về thời tiết đó chính là How's the weather in Ho Chi Minh City in the dry season? Thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh như thế nào vào mùa khô vậy? Và câu trả lời cho câu hỏi này hot and sunny. Trời rất nóng và nắng. Tiếp theo là câu hỏi thoại số 3. Một câu hỏi dùng để hỏi về thời tiết là như thế nào các bạn nhỉ? A à, đúng rồi đó chính là How's the weather in New York in winter? Thời tiết ở New York vào mùa đông như thế nào vậy? Và nhìn hình ảnh, chúng ta có thể dễ dàng trả lời được cho câu hỏi này phải không nào? Trời có tuyết, snowy và cold. Trời lạnh và có tuyết. Cuối cùng là bức tranh số 4. How's the weather in Tokyo in các bạn có nhận ra trong bức tranh này đây là mùa gì không? À đúng rồi, đó chính là mùa thu Sao vậy chúng ta có từ cần thiếu ở đây đó chính là Autumn How's the weather in Tokyo in autumn? Thời tiết ở Tokyo vào mùa thu như thế nào vậy? Và câu trả lời It's cool and windy Trời rất là mát mẻ và có gió Và để tiếp tục bài học, cùng mời các bạn hãy cùng nhau đến với hoạt động số 6 6 Let's sing Hoạt động này mang đến cho chúng ta một bài hát có tên là How's the weather in Hà Nội? Thời tiết ở Hà Nội như thế nào vậy? Quan sát thấy rằng bài hát này có bốn bức tranh tương ứng với bốn mùa khác nhau Và chúng ta đã khám phá phải không nào? Vậy thì bây giờ trước khi lắng nghe giai điệu của bài hát, các bạn hãy cùng cô khám phá nội dung của bài hát trước nhé. How's the weather in Hà Nội? Thời tiết ở Hà Nội như thế nào vậy? How's the weather in spring? Thời tiết ở mùa xuân như thế nào? It's warm and rainy. Thời tiết rất là ấm và có mưa. How's the weather in summer? Thời tiết vào mùa hè như thế nào vậy? It's hot and sunny. Trời rất nóng và nắng. What's the weather like in autumn? Thời tiết như thế nào vào mùa thu vậy? It's cool and cloudy. Trời rất mát mẻ và có mây. What's the weather like in winter? Thời tiết vào mùa đông như thế nào vậy? It's cold and dry. Trời rất lạnh và khô. Vậy thì sau khi khám phá nội dung của bài hát, các bạn hãy cùng lắng nghe xem bài hát này được hát như thế nào nhé. How's the weather in Hanoi? thì sau khi lắng nghe bài hát này ở lần hát đầu tiên, cô tin rằng tất cả chúng ta đã có thể hình dung được cách hát bài hát này rồi phải không nào? Vậy thì ở lần nghe thứ hai này, các bạn hãy cùng mạnh dạn tự tin hát thật to theo cả khúc này nhé. rồi chúng ta vừa hoàn thành xong lesson 1. Bây giờ cô mời các bạn hãy cùng đến với lesson 2 nhé. Hoạt động số 1. Look, listen and repeat. Hoạt động này yêu cầu chúng ta hãy quan sát tranh, nghe và sau đó nhắc lại. Quan sát thấy rằng ở đây có hai bức tranh là cuộc hội thoại giữa hai bạn nam phải không nào? Và để hiểu rõ hơn về cuộc trò chuyện này, chúng ta hãy cùng quan sát từng bức tranh nhé. Đầu tiên là bức tranh A. Ta hãy lắng nghe xem các bạn ấy đang nói gì nhé. How's the weather in Hanoi in winter? It's cold and dry. Mở đầu cuộc trò chuyện, bạn nam áo vàng đã hỏi rằng, How's the weather in Hanoi in winter? Thời tiết ở Hà Nội vào mùa đông như thế nào vậy? Và bạn nam áo đỏ trả lời, It's cold and dry. Trời lạnh và khô hạn. Và chúng ta hãy cùng tiếp tục quan sát bức tranh B. What do you usually wear in winter? I wear a jumper và bạn Nam áo vàng tiếp tục hỏi, What do you usually wear in winter? Vào mùa đông cậu thường mặc gì vậy? Và bạn Nam áo đỏ trả lời, I wear a jumper. Mình mặc một cái áo len. Nào bây giờ cô mời các bạn hãy cùng nhắc lại lời thoại của cả hai bạn trong hai bức tranh A và B nhé. Và để tiếp tục bài học, cô mời các bạn hãy cùng nhau đến với hoạt động số 2. 2. Listen, point and say. Hoạt động này yêu cầu chúng ta nghe, chỉ vào tranh và nói. Quan sát thấy rằng ở đây có bốn bức tranh. A, B, C và D và mỗi bức tranh là một trang phục khác nhau mà chúng ta thường mặc. Và bây giờ, chúng mình hãy cùng nhau khám phá từng bức tranh nhé. Đầu tiên là bức tranh A, chúng ta có từ A blouse. A blouse, đây có nghĩa là áo cánh. Tiếp theo là bức tranh B. Trousers. Trousers là quần dài tiếp theo là bức tranh c jeans jeans có nghĩa là quần bò và cuối cùng là bức tranh d chúng ta có từ a jumper a jumper có nghĩa là áo len vừa rồi chúng ta đã được khám phá về bốn trang phục mà chúng ta thường mặc và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta đó là điền các từ được cho sẵn ở từng bức tranh vào chỗ trống để tạo thành nội dung hoàn chỉnh bức tranh a a blouse áo cánh và chúng ta thường mặc vào spring mùa xuân Tiếp theo là bức tranh B, trousers, quần dài. Chúng ta thường mặc vào summer, mùa hè. Tiếp theo là bức tranh C, quần jeans hay còn gọi là quần bò. Chúng ta thường mặc vào autumn, mùa thu. Cuối cùng là bức tranh D, a jumper là một chiếc áo len và chúng ta thường mặc nó vào winter, mùa đông. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đặt câu hỏi để hỏi xem ai đó thường mặc gì vào mùa nào nhé. Đầu tiên là bức tranh A, chúng ta có từ spring và a blouse. Câu hỏi sẽ là What do you usually wear in spring? Cậu thường mặc gì vào mùa xuân vậy? Và câu trả lời sẽ là Mình mặc áo cánh Các bạn đã hiểu về cách làm bài này chưa nhỉ? Tương tự như vậy đối với bức tranh B Chúng ta có từ Summer và trousers Vì vậy câu hỏi được đặt ra sẽ là What do you usually wear in summer? Cậu thường mặc gì vào mùa hè vậy? Và câu trả lời I wear trousers Mình mặc quần dài Tiếp theo là bức tranh C. Chúng ta có từ autumn và jeans. Câu hỏi được đặt ra ở đây đó chính là What do you usually wear in autumn? Cậu thường mặc gì vào mùa thu vậy? Và câu trả lời I wear jeans. Mình mặc quần bò. Cuối cùng là bức tranh D. Chúng ta có từ winter và a jumper. Vì vậy, câu hỏi sẽ là What do you usually wear in winter? Cậu thường mặc gì vào mùa đông vậy? Và câu trả lời I wear a jumper. Mình mặc áo len. Rất đơn giản phải không nào? Vậy thì bây giờ cô mời các bạn hãy cùng nhau thực hành chỉ vào tranh và nói nhé. Ok, có thể các bạn đã hiểu bài rồi đấy. Và để tiếp tục bài học, chúng ta hãy cùng nhau đến với hoạt động số 3. Free, let's talk. Hoạt động này yêu cầu chúng ta hãy cùng nhau thực hành nói về bốn bức tranh sau đây. Quan sát từ trái sang phải, chúng ta thấy rằng đây là hình ảnh những bông hoa đào đang nở rộ. Vì vậy, đây chính là mùa xuân và vào mùa xuân bạn ấy mặc một chiếc áo cánh và chân váy. Tiếp theo là bức tranh số 2, chúng ta thấy ông mặt trời ở đây chính là biểu tượng cho mùa hè, summer phải không nào? Và trang phục mà bạn nam mặc đó chính là áo thun và quần dài. Tiếp theo là bức tranh số 3, dựa vào màu sắc của cây cối chúng ta có thể dễ dàng nhận ra đây chính là mùa thu và bạn nam trong bức tranh mặc một chiếc áo len và quần bò, cuối cùng là bức tranh một bạn nữ đang mặc một chiếc áo len cổ cao bởi vì thời tiết rất là lạnh vào mùa đông. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thực hành hỏi và trả lời với hai nội dung sau đây. How's the weather in Hanoi in? là một câu hỏi hỏi về thời tiết ở Hà Nội vào mùa nào đó. Đây là nội dung mà chúng ta đã được thực hành ở lesson 1 rồi phải không nào? Và câu trả lời chính là S cộng với một tính từ miêu tả thời tiết. Và nội dung thứ hai là nội dung mà chúng ta vừa được làm quen ở lesson 2. What do you usually wear in? Cậu thường mặc gì vào mùa nào đó? Và câu trả lời I wear cộng với trang phục mà chúng ta mặc. Và bây giờ chúng mình hãy cùng nhau thực hành nói từng bức tranh nhé. Bức tranh số 1. How's the weather in Hanoi in spring? Thời tiết ở Hà Nội vào mùa xuân như thế nào vậy? It's warm and sunny. Trời ấm và có nắng. What do you usually wear in spring? Cậu thường mặc gì vào mùa xuân vậy? I wear a skirt and blouse. Mình mặc áo cánh và chân váy. Tiếp theo là bức tranh số 2. How's the weather in Hanoi in summer? Thời tiết ở Hà Nội vào mùa hè như thế nào vậy? It's hot and sunny. Trời nóng và có nắng. What do you usually wear in summer? Cậu thường mặc gì vào mùa hè vậy? I wear trousers and a t-shirt. Mình mặc quần dài và áo thun. Tiếp theo là bức tranh số 3. How's the weather in Hanoi in autumn? Thời tiết ở Hà Nội vào mùa thu như thế nào vậy? It's cold and windy. Trời mát mẻ và có gió. What do you usually wear in autumn? Cậu thường mặc gì vào mùa thu vậy? I wear jeans and a jumper. Mình mặc quần bò và áo len. Và bức tranh cuối cùng. How's the weather in Hanoi in winter? Thời tiết ở Hà Nội vào mùa đông như thế nào vậy? It's cold and dry. Trời lạnh và khô hạn. What do you usually wear in winter? Cậu thường mặc gì vào mùa đông vậy? I wear a long skirt and a jumper. Mình mặc chân váy dài và áo len. Các bạn đã hình dung được về cách hỏi và trả lời cho từng bức tranh này chưa nhỉ? Ok, vậy thì bây giờ chúng mình hãy cùng nhau thực hành nói, hỏi và trả lời với hai nội dung cho từng bức tranh nhé. Và để tiếp tục bài học, cô mời các bạn hãy cùng đến với hoạt động số 4. Four, listen and circle. Hoạt động này yêu cầu chúng ta hãy nghe và sau đó khoanh tròn vào đáp án chính xác quan sát thấy rằng ở đây có hai đoạn hội thoại. Đoạn hội thoại số 1, câu hỏi What season is it in Sydney? Bây giờ đang là mùa nào ở Sydney vậy? Và câu trả lời It's A. Autumn, mùa thu B. Summer, mùa hè Và câu hỏi số 2 What does he usually wear? Anh ấy thường mặc gì vậy? Và câu trả lời He wears, anh ấy mặc A. Shorts and a t-shirt Quần đùi và áo thun B, jeans and a t-shirt. Quần bò và áo thun. Vậy thì đâu mới là đáp án chính xác cho hai câu hỏi này? Chúng mình hãy cùng lắng nghe đoạn hội thoại số 1 nhé. One. Where are you, Ben? I'm at home in Sydney now. How's the weather? It's warm and humid in summer. What do you usually wear in this season? I wear shorts and a t-shirt. Trong đoạn hội thoại bạn nam đã nói rằng: It's warm and humid in summer. Trời ấm và ẩm ướt vào mùa hè. Do vậy, bây giờ ở Sydney đang là mùa hè. B chính là câu trả lời chính xác. Và ngoài ra trong đoạn hội thoại bạn nam cũng nói rằng: I wear shorts and a t-shirt. Mình mặc quần đùi và áo thun. Do vậy đáp án cho câu hỏi số 2 đó chính là A. Rất đơn giản phải không nào? Tương tự như vậy đối với cuộc hội thoại số 2, chúng ta cũng có hai câu hỏi. What season is it in Hanoi? Bây giờ ở Hà Nội đang là mùa nào vậy? Và câu trả lời is A. Winter, mùa đông B. Summer, mùa hè Và câu hỏi số 2 What does she usually wear? Cô ấy thường mặc gì vậy? Câu trả lời She wears A. A skirt and a jumper Jeans and a jumper quần bò và áo len. A, a skirt and a jumper, chân váy và áo len. B, jeans and a jumper, quần bò và áo len. Vậy thì đâu mới là đáp án chính xác cho hai câu hỏi này? Chúng mình hãy cùng tiếp tục lắng nghe đoạn hội thoại số 2 nhé. 2. Where are you, Mai? I'm at home in Hanoi now. How's the weather? It's cold and dry in winter. What do you usually wear in winter? I wear jeans and a jumper. Trong đoạn hội thoại này, bạn nữ đã nói rằng It's cold and dry in winter. Trời lạnh và khô hạn vào mùa đông. Do vậy, đáp án chính xác cho câu hỏi số 1 đó chính là A. Và ngoài ra, bạn nữ cũng nói rằng I wear jeans and a jumper. Mình mặc quần bò và áo len. Vì vậy, câu trả lời chính xác cho câu hỏi số 2 đó chính là B. Và để tiếp tục bài học, cô mời các bạn hãy cùng đến với hoạt động số 5. Five, read and complete. Hoạt động này yêu cầu chúng ta hãy đọc hai đoạn hội thoại ở dưới đây và sau đó điền từ còn thiếu vào chỗ trống để tạo thành một nội dung hoàn chỉnh. Quan sát thấy rằng đoạn hội thoại số 1, chúng ta có hình ảnh một bạn nữ đang ngồi đọc sách dưới bóng cây. Và dựa vào màu sắc của cây cuối, chúng mình dễ dàng nhận ra được đây chính là mùa thu phải không nào? Bây giờ hãy cùng nhau khám phá nội dung của nó nhé. House In Japan, Akiko. Đây là một câu hỏi để hỏi về thời tiết ở Nhật Bản. Và câu hỏi này chúng ta đã được học xuyên suốt từ lesson 1 rồi phải không nào? Và từ còn thiếu ở chỗ trống đầu tiên đó chính là The weather. How's the weather in Japan, Akiko? Akiko à, thời tiết ở Nhật Bản như thế nào vậy? It's cool and windy. It's autumn. Trời mát và có gió. Bây giờ đang là mùa thu, What do you usually wear at this time of year? Cậu thường mặc gì vào thời điểm này trong năm vậy? Và quan sát bức tranh chúng ta dễ dàng nhận ra được bạn ấy mặc quần bò và áo len phải không nào? Vì vậy từ còn thiếu ở hai chỗ trống này đó chính là jeans và jumper. I wear jeans and a jumper. Mình mặc quần bò và áo len. Tiếp đến với đoạn hội thoại số 2. Dựa vào những bông tuyết dày đặc được mô tả trong bức tranh Chúng ta dễ dàng nhận ra đây chính là mùa đông phải không nào Trang phục mà bạn nam đang mặc đó chính là áo khoác và quần bò Vậy thì bây giờ chúng mình hãy cùng khám phá nội dung của cuộc hội thoại này nhé What season is it in London now, Tom? Bây giờ ở London đang là mùa nào vậy, Tom? It's Bây giờ đang là mùa đông Do vậy từ còn thiếu ở chỗ trống này đó chính là Winter It's winter It's very cold and snowy Bây giờ đang là mùa đông Trời rất là lạnh và có tuyết What in winter. Đây là một câu hỏi để hỏi về trang phục mà bạn đó mặc vào mùa đông phải không nào? Và câu hỏi này chúng ta cũng đã được tiếp xúc làm quen xuyên suốt từ hoạt động 1, đó chính là What do you usually wear in winter? Cậu thường mặc gì vào mùa đông vậy? Bạn ấy mặc quần bò và áo khoác, do vậy từ còn thiếu ở đây đó chính là Jeans I wear jeans and a coat Mình mặc quần bò và áo khoác Và để kết thúc lesson 2, cô mời các bạn hãy cùng nhau đến với hoạt động cuối cùng, hoạt động số 6 Six. Let's play. Hoạt động này mang đến cho chúng ta một trò chơi có tên là Who's faster? Ai nhanh hơn? Quan sát bức tranh để hiểu rõ hơn về cách chơi trò chơi này nhé. Chúng ta sẽ có hai đội chơi và mỗi đội chơi chịu trách nhiệm trả lời cho một nội dung khác nhau. Ví dụ, các bạn nhóm bên trái trả lời cho câu hỏi How's the weather in? Thời tiết vào mùa nào như thế nào? Và đội nhóm bên phải trả lời cho câu hỏi What do you usually wear in? Là một câu hỏi để hỏi về trang phục mà chúng ta mặc theo mùa vậy thì mỗi nhóm sẽ phải liệt kê các mùa với từng đặc trưng khác nhau ví dụ nhóm bên trái nói về thời tiết vào mùa xuân đó là warm humid ấm áp ẩm ướt vào mùa hè summer hot sunny trời nóng và có nắng các bạn đã hiểu chưa nào và đương nhiên rồi đội nhóm nào có câu trả lời nhanh hơn chính xác hơn đội đó sẽ giành chiến thắng Hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ có những phút giây thật thư giãn khi chơi trò chơi này, cũng là một cách để ôn tập lại những kiến thức mà chúng ta đã học trong lesson 1 và lesson 2. Vừa rồi chúng ta đã hoàn thành xong lesson 2, cô mời các bạn hãy chuyển đến lesson 3 nhé. Hoạt động số 1. Listen and repeat. Hoạt động này yêu cầu chúng ta nghe và sau đó nhắc lại. Quan sát thấy rằng ở đây có hai câu. It's cloudy in autumn. Trời có mây vào mùa thu. I wear jeans in winter mình mặc quần bò vào mùa đông. Và bây giờ chúng mình hãy cùng nhau lắng nghe và sau đó nhắc lại nhé. It's cloudy in autumn. I wear jeans in winter. Và bởi vì có hai dấu mũi tên đỏ đi xuống, các bạn đừng quên giảm xuống âm điệu của chúng ta khi nói ở cuối câu nhé. Và để tiếp tục bài học, cô mời các bạn hãy cùng nhau đến với hoạt động số 2. 2. Listen and repeat. Pay attention to the intonation. Hoạt động này yêu cầu chúng ta hãy nghe và nhắc lại. Và ngoài ra các bạn hãy chú ý về âm điệu khi phát âm và đọc các câu sau nhé. Ở đây có 4 câu, chúng mình hãy cùng lắng nghe và sau đó nhắc lại nhé. 1. It's humid in spring. 2. Dresses are perfect for today. 3. I wear trousers in summer. 4. Jackets are good for winter. Và các bạn hãy chú ý rằng các bạn cần phải giảm âm điệu của mình về cuối câu khi đọc bốn câu này nhé. Và để tiếp tục bài học, cô mời các bạn hãy cùng nhau đến với hoạt động số 3. Three. Let's chant. Hoạt động này yêu cầu chúng ta hãy hát vang ca khúc này. Quan sát thấy rằng ở đây có hai bức tranh bức tranh bên trái là hình ảnh một bạn nam và một bạn nữ đang ở trên biển các bạn ấy đang diện những trang phục vô cùng mát mẻ phù hợp với thời tiết và mùa hè phải không nào và bức tranh bên phải lại mô tả hình ảnh một bạn nam và một bạn nữ đang diện những trang phục phù hợp cho thời tiết và mùa đông và trước khi lắng nghe giai điệu của bài hát chúng mình hãy cùng nhau khám phá nội dung của nó trước nhé it's hot in summer trời nóng vào mùa hè i wear shorts mình mặc quần đùi you wear a dress cậu mặc váy and you wear a hat và cậu đội mũ We like summer outfits. Chúng mình thích những trang phục mùa hè. It's cold in winter. Trời lạnh vào mùa đông. I wear a jumper. Mình mặc áo len. You wear trousers. Cậu mặc quần dài. We wear scarves outside. Chúng mình đều quàng khăn ở ngoài. We like winter clothes. Chúng mình thích quần áo mùa đông. Và sau khi khám phá nội dung của bài hát, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe xem bài hát này được hát như thế nào nhé. It's hot in summer. I wear shorts. You wear a dress. And you wear a hat. We like summer outfits. It's cold in winter. I wear a jumper. You wear trousers. We wear scarves outside. We like winter clothes. Vừa rồi chúng ta đã được lắng nghe giai điệu của bài hát rồi. Vậy thì ở lần nghe thứ hai này. Vậy thì ở lần thứ hai này, chúng mình hãy mạnh dạn tự tin hát theo lời bài hát nhé. Ok, và để tiếp tục bài học, cô mời các bạn hãy cùng nhau đến với hoạt động số 4. 4. Read and complete. Hoạt động này yêu cầu chúng ta hãy đọc đoạn văn sau đây và sau đó điền từ còn thiếu vào các chỗ trống này. Và trước khi đi vào điền thông tin cho 5 chỗ trống, chúng ta hãy cùng khám phá nội dung của đoạn văn trước nhé. There are different climates in Vietnam. In the north, there are four seasons. Spring, summer, autumn and winter. Spring is warm and humid. It has blooming flowers and festivals. Summer is sunny and hot. It is ideal for holidays. Autumn is cool and cloudy. Many festivals are in autumn. Winter is cold and dry. It is ideal for indoor sports. In the south, there are two seasons the dry season and the rainy season. In the dry season, the weather is dry and cool. chúng mình hãy cùng dịch bài nhé có rất là nhiều mùa khác nhau ở việt nam ở miền bắc có bốn mùa xuân hạ thu đông mùa xuân trời ấm và ẩm ướt có những bông hoa nở rộ và nhiều lễ hội mùa hè trời có nắng và nóng thời tiết này rất lý tưởng cho các kỳ nghỉ mùa thu trời mát mẻ và có mây có rất nhiều lễ hội diễn ra vào mùa thu mùa đông trời lạnh và khô hạn và nó rất phù hợp cho những môn thể thao trong nhà ở miền Nam có hai mùa mùa khô và mùa mưa vào mùa khô thời tiết rất khô hạn và mát mẻ tuy nhiên ở mùa mưa trời có mưa và ẩm ướt vậy thì đoạn văn này nói về thời tiết khác nhau ở miền Bắc và miền Nam của đất nước chúng ta phải không nào vậy thì bây giờ sau khi đã khám phá nội dung của đoạn văn chúng hãy cùng điền thông tin vào bảng dưới đây nhé phần đầu tiên đó là in the north ở miền Bắc vào mùa xuân thời tiết warm and humid trời ấm và ẩm ướt vậy thì còn vào mùa hè thì sao các bạn nhỉ In summer, thời tiết như thế nào? Đọc lại đoạn văn chúng ta sẽ thấy thông tin như sau. Summer is sunny and hot. Trời nắng và nóng vào mùa hè. Do vậy từ còn thiếu ở đây đó chính là sunny and hot. Tiếp theo là autumn, mùa thu. Thời tiết như thế nào các bạn nhỉ? Autumn is cool and cloudy. Trời mát và có mây. Do vậy từ cần điền ở chỗ trống số 2 đó chính là cool and cloudy. Tiếp theo là winter, mùa đông. Và thời tiết ở mùa đông đó chính là winter is cold and dry, trời lạnh và khô hạn. Sau đó từ con thiếu ở chỗ trống số 3 đó chính là cold and dry. Tiếp đến với in south ở miền Nam, chúng ta có hai mùa đó chính là the dry season and the rainy season. Vì vậy, hai từ cần điền vào chỗ trống số 4 và số 5 đó chính là the dry season và the rainy season, mùa khô và mùa mưa. Ở mùa khô Chúng ta có thời tiết dry and cold, khô hạn và mát mẻ. The rainy season, mùa mưa, thời tiết rainy and humid, có mưa và ẩm ướt. Hy vọng rằng sau hoạt động này, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa thời tiết miền Bắc và miền Nam của Việt Nam nhé. Và để tiếp tục bài học, cô mời các bạn hãy cùng nhau đến với hoạt động số 5. Five. Let's write. Hoạt động này yêu cầu chúng ta hãy viết một đoạn văn về Your local weather and typical outfits for each season. Thời tiết ở địa phương chúng ta và trang phục điển hình cho từng mùa. About 40 words, khoảng 40 từ các bạn nhé. Trong đoạn văn, chúng ta có thể trả lời cho các nội dung gợi ý sau đây. How many seasons are there in your area? Có bao nhiêu mùa ở khu vực của bạn? How's the weather in each season? Thời tiết ở mỗi mùa như thế nào? What do you usually wear in each season? Bạn thường mặc gì ở từng mùa đó? Và bây giờ, chúng ta hãy cùng tham khảo ví dụ đoạn văn mẫu của cô nhé. There are two seasons in Cần Thơ. Có hai mùa ở Cần Thơ. It's dry and cold during the dry season. Trời khô và mát mẻ trong suốt mùa khô. I wear shorts and a t-shirt. Mình mặc quần đùi và áo phông. It's rainy and humid during the rainy season. Trời có mưa và ẩm ướt trong suốt mùa mưa. I wear jeans and a jacket. Mình mặc quần bò và một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài. Hy vọng rằng với câu trả lời gợi ý này, tất cả chúng ta có thể hình dung được cách viết, cách triển khai và trả lời cho các nội dung gợi ý ở trên nhé. Sẽ có 3 nội dung chính mà chúng ta cần phải trả lời trong đoạn văn. Đó chính là có bao nhiêu mùa và thời tiết của từng mùa như thế nào và trang phục mà chúng ta mặc ở từng mùa ra sao. Hy vọng rằng tất cả các bạn đều có thể áp dụng được những kiến thức, từ vựng và cấu trúc mà chúng ta đã học ở Unit 16 để có thể viết được một đoạn văn hoàn chỉnh nhé. Và để kết thúc Unit 16, cô mời các bạn hãy cùng nhau đến với hoạt động số 6. 6. Project Hoạt động này mang đến cho chúng ta một dự án có tên là Posters About the Seasons, những tấm ảnh về các mùa. Quan sát bức tranh để hiểu rõ hơn về cách làm dự án này nhé. Trên bảng là hai bức tranh của bạn nữ. Chúng ta quan sát sẽ thấy rằng bên trái là bức tranh về mùa hè. Mọi người đang tắm biển và chơi rất vui trong những trang phục mùa hè. Ví dụ, chúng ta thấy rằng có hai bạn nam đang mặc quần đùi phải không nào? Bức tranh bên phải, chúng ta có nhận ra rằng bầu trời có rất nhiều mây và thời tiết rất là mát mẻ không? Trên bảng là hai hình ảnh nói về hai mùa khác nhau của bạn nữ. Và sau khi sưu tầm được các bức ảnh về các mùa khác nhau, chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc My favorite season is. Mùa yêu thích của mình là. Ngoài ra một nội dung nữa chúng ta cần phải giới thiệu đó chính là I usually wear mình thường mặc cái gì vào mùa đó. Và hoạt động này cũng đã kết thúc unit 16. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài giảng tiếp theo nhé.